mày á. Bà ngó đây vậy, người ta nhìn thấy mặt bà đây, ngó lên cái. Rồi. Đâu đi, đứng đây cho mong cho bộ vào trong này. À. Đây thành phẩm bà Phong nè. Cũng được á, cũng đẹp. Nhanh tay lên Phong ơi. Nè này, để kê kê cái thớt lên cho nó cao. Kê thớt lên cho nó cao. Cái đầu hơi còn không? Không. Hả? Còn không hả? Còn nhiều không hả? Không có, còn hơi không á. Ít nè, không chung không thấy, không thấy mùi. Nhưng mà ý tranh thủ nhanh nhanh thớt đó đi. Cái nào không tí đáng ép được. Đáng lẽ là sáng nay không phải nó còn đọng nước ở dưới đít. Đọng nước vào tí ở xíu. Đáng lẽ là sáng nay phải nấu á. Nấu sớm quá. Thì sao ai mà đãi được. Trời ơi đãi mà đâu lắm chứ đâu mà đãi còn khó hơn là gói bánh này nè. Cái này chúng hiệu đi mua đậu để về gói luôn đi. Không ngon. Không ngon. Bánh nó không ngon thiệt. Ngâm thì ngâm qua đêm luôn. Ngâm qua đêm hả? Ngâm qua đêm biết cái đậu lý do tại sao mà không ngon không? Nó loại đậu sấy. À. Thấy qua rồi. Chứ không phải là cái loại đậu mà mình nói. Nó sấy qua rồi. Không chưa? Đủ 4 mà 4 đủ 4 chưa? Rồi, gạo vô. Bốn đáy của bà nữa. Mới có mới được có không? Có 12 cái. Còn mà còn có đống đồ đây nè, nếp. Múc nhiều vô. Nè. Đó. Rồi. Chưa? Miếng thịt vô. Quay video nó mệt luôn. Đó. Rồi. Buông bán gì chưa? Rồi. Cho. Cho vừa nghe nhiều quá nó bở. Nó không có dính lại cái nếp á. Rồi vô đó chén đó, đúng rồi. Gãi đều rồi xong chảy được ra. Rồi cho thêm miếng lá lót nè. Chắc xí thì coi bà quay xong mới được, có được em quay qua em nha. Ừ. Chứ không phải đang làm nè. Đang làm nè. Con rồi mẹ đi đậu cho hết đi. Còn một cái là hết rồi đó. Gói đi. Còn cái nữa là xong mày. Cái này ngâm nè, ngâm chút xíu đợi. Thì trời còn một cái vậy ta. Cái này là cho vừa đậu thôi nha, nó nở ra nha. Nó chưa có nở đâu. Nó nở đó. Thay nước đi. Ngâm chưa, ngâm nãy là thay nước nhiều lần chưa? Hả? Mẹ ngâm mày thay nước chưa? Chưa. Xả đi, ngâm xả nước nhiều lần đi cho sạch. Nhiều quá, dày quá rồi á, bánh nó dày á. Ủa cho lá lót vô chi vậy? Rồi, hai đi về mệt lắm. Trời ơi. Rồi cột thôi. Cái này nó rung rồi nè. Sao?
Không sao đâu. Không sao. Rồi. Khổ thiệt. Đúng rồi. Cao lên rồi. Sống chưa chặt á. Rồi. Cái gì vậy? Rồi, đẹp bài. Gỡ lên coi. Đẹp bài. Thêm dây vô nó là đẹp. Chỉnh cho nó ngay ngay ngắn. Rồi, đẹp. Làm gì nữa? Tách ra, tước ra, tước ra đi. Ờ. Hả? Đúng rồi. Cột, cột ấy cực lắm, cột cột kiểu mà tước nha này cực lắm. Bởi vì tôi mới kêu bà má kêu mua nhiều dây á. Mua nhiều đó hả? Đúng 100 gì á, đúng 100 gì á. Không. Ủa có lông cho con lông á. Đi mua lên đó con. Hồi nãy giờ có lông. Đi mua cái 10 ngàn một cụm nhỏ thôi. Chắc được 10 cộng. Cụm nè. Không, tước ra đi, tước ra đi. Tụi nằm mấy con lấy cái... À mà lấy kéo, cái này ai dùng kéo? Ta dùng tay tước chứ kéo cho nó... Thôi đi ông, nhỏ em. Tôi lấy cái này. Ủa ai gắt cái này? Đi ra thôi. Không chưa? Cái nữa. Thôi đẹp rồi, được rồi, nghỉ quay đi. Cái đi. Rồi, bà để đây con ơi. Bà để đợi đầu đây con. Rồi 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 nhà không trời quả quên kêu bà Phương mua cái thôi kệ đi. Giờ không đi nữa đâu. Đi mua đi. Ý mua cái non lá. Chi vậy? Tin 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 ta. Đi về qua hai ta. Dạ chưa kìa.